Trưa 2 tháng 4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn vừa họp bàn phương án thu hồi, hoàn trả ngân sách các khoản chi sai với số tiền khoảng 200 triệu đồng, mời thần y Võ Hoàng Yên và cộng sự về khám chữa bệnh cho người dân địa phương vào tháng 7 năm 2020. Theo ông Khiêm, hoạt động khám chữa bệnh của ông Yên và cộng sự ở huyện Bình Sơn là miễn phí. Tuy nhiên, huyện đã chi trả nhiều khoản chi phí, ăn ở, vé máy bay cho hoạt động. Huyện Bình Sơn sẽ rà soát đối với các khoản chi sai, Ủy ban Nhân dân huyện phải có trách nhiệm khắc phục, thu hồi và hoàn trả cho ngân sách. Trước đó, tháng 7 năm 2020, thần y Võ Hoàng Yên và các cộng sự về huyện Bình Sơn khám, chữa bệnh cho 776 người dân. Trong số này có 215 người bị bại liệt, câm, điếc, bẩm sinh. Tuy nhiên, sau khi vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi tố cáo ông Yên lừa đảo, tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xác minh hiệu quả khám chữa bệnh của đoàn ông Yên. Kết quả không có ai khỏi bệnh. Mà ông Yên không tổ chức khốn nữa thì chị có ý định sẽ đưa...